Họ là những kẻ anh hùng không tên tuổi. Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bảng vàng bia đá chẳng để tên, nhưng máu họ đã thấm vào lòng đất. Những người chiến sĩ vô danh khi hy sinh thân xác, không thân nhân, không bạn bè tới tiễn biệt trong phút lìa đời. Chỉ có một vài bông hoa dại đơn sơ, chỉ có một màu cờ Việt Nam phủ trên chiếc quan tài gỗ mộc. Dạ Lan nghĩ rằng khi tình cờ đi ngang qua một trại lính lẻ loi trên ngọn đồi cô quạnh dày đặc cỏ rừng, có bao giờ chúng ta nghĩ tới những người chiến sĩ oai hùng trong đó sẽ có ngày trở thành những người lính vô danh, chết cô đơn trong phút cuối cùng? Nguyện cầu hồn thiêng sông núi, xin hãy bao bọc và an ủi họ. Tôi đi qua trại lính ngang nhà, cưới trẻ xa nhà, chết trận đêm qua. Hỏi ra anh có mẹ già, anh có mẹ già ở tận nơi xa. Một ngày tôi đi qua trại lính ngàn ngàn, thấy một mẹ già đến tìm con tôi.